Hello, chào tất cả mọi người nha. Đây theo anh em là chiếc Supo 321 ha. Vì đây là dòng mà nó liên quan đến rất là nhiều thứ thì nó mới có thể xài được. Hiện tại thì chưa xài được ha. Nó lại liên quan đến một cái đầu CD nữa. Rồi tới hai ra con nữa. Mà ở đây mình thì mình không có cái đồ đó, cho nên là mình đang tìm cách chế nó ra để lắp ráp một cái khác vào, cho nó thành một cái sút điện luôn. Còn ai có thể dùng máy sút hơi cũng được, nhưng mà mình không thích điều đó, cho nên mình đã tháo cái này ra. Đó, đây là bên trong toàn thể bên trong của nó, có bên thế nguồn này và mặt của nó. Đó, và đây là mặt trước của nó này. Đây bên trong của nó đây, một lớp sút bên trong thì mình không thể tháo ra được rồi. Đó, cho nên đây là biến thế của nó này. Đây là mạch nguồn sò. Còn đây là đồ mua về lắp sút. Trên lắp sút này, này thì chắc mình phải có một video để nói chuyện riêng này. Thì giới thiệu sơ sơ các bạn về cái dòng Supo 321 này thôi. Nếu mà không có đồ của nó thì bắt buộc mình phải tháo ra để mình làm sút hơi, hoặc là mình có thể mua thêm bộ khác mình gắn vào mình ngay được ha. Còn hiện tại thì cái này nó câu chế nó rất là phức tạp và mình thì không thời gian làm được đó, cho nên là mình đã tháo này ra và mình định gắn bộ kia vào bộ sút. Ok, chào bạn nhé.